Hiếu Mỹ Auto xin mến chào các bác, các anh em như âm thanh video KH trên mọi miền Tổ quốc. Thì như hôm trước bên Hiếu Mỹ Auto đã có một bài giới thiệu về cục đẩy công suất 4 kênh BWK8. Thì đây là một cục đẩy 4 kênh, mỗi kênh là 800W các anh nhé. Và hiện tại với giá bên Hiếu Mỹ bán là chỉ có 7 triệu 500 nghìn đồng giá tại cửa hàng, chưa bao ship. Thì hôm nay Hiếu Mỹ Auto chính thức đã có cái hàng về với số lượng là 30 cục các anh nhé, 30 cục đẩy BWK8. Thì sau cái bài giới thiệu về cục đẩy thì đã có 5 bác đặt hàng và số lượng còn lại là 25 chiếc này. Thì các bác hãy có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ với Hiếu Minh, vì đặt hàng này mỗi lần về phải chờ khoảng 15-20 ngày mới về đến Việt Nam các anh nhá. Số lượng hôm nay chỉ 30 cục thôi, có lẽ chỉ nhanh chóng hết trong vòng 1 tuần đấy. Thì đây là các bác xem em số lượng đây, cục đẩy BWK8 phiên bản mới nhất năm 2019, có giao diện thêm màu đen. Hiện tại thì bên Hiếu Minh có cung cấp đủ cả màu trắng và màu đen thôi nhé. Đây hôm nay em về cái phiên bản màu đen em giới thiệu cho các bác, còn màu trắng thì vẫn bán như bình thường, không có gì thay đổi cả. Số lượng là 30 chiếc các bác nhé. Bên cạnh đó thì em có về thêm một cái mã mới, đó là PDCJ4009. Đây cũng là một mẫu quẩy công suất 4 kênh, chạy 64 sò. Vì là phiên bản mới nên nó sẽ dùng sò NJWK và 4 quạt gió các bác nhé. Đối với dòng PDCJ này là ký hiệu 4009, là dòng ký hiệu bản mới, còn công suất của nó đánh ra là cũng là 800W một kênh, 4 x 800W một kênh. Đây là mẫu đẩy rất là đẹp các bạn. PDCJ 4009. Còn bên cạnh đây là mẫu BWK8. BWK8 các bạn nhá. Hàng phiên bản mới. Thì tất cả các hàng này bên Hiếu Minh đều bảo hành cho các bác 1 năm. Hàng mới tinh đập hộp nhé. Hàng mới tinh đập hộp 100% là đập hộp. Và như các bác nhìn xem đây, bên Hiếu Minh về rất là nhiều hàng. Hàng tuy là mới nhưng mà tất cả các anh em kỹ thuật đều phải mở ra kiểm tra lại từng con, rất là vất vả các nhé, rất là nặng nhọc. Nhưng mà để cái chất lượng sản phẩm nó đến tay người tiêu dùng được ổn định nhất, không có một lỗi lầm gì, thì bên Hiếu Minh bỏ ra rất nhiều công sức để kiểm tra lại kỹ càng từng chức năng, từng vị trí nút, rồi công suất có đảm bảo hay không thì lúc đấy mới bán xuất hàng ra được các bạn. Đấy thì hôm nay Hiếu Minh Auto về rất là nhiều hàng, đang anh em đang trong quá trình test, xếp vào đây để test cho anh em. Thì các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của Hiếu Minh Auto đây, Hiếu Minh Auto ở Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và mọi giá cả sẽ được niêm yết trên website hiếuminhauto.vn. Tất cả các giá cả, tất cả sản phẩm, rất là nhiều mẫu đẩy tại sẽ được niêm yết tại website hiếuminhauto.vn. Các bác nếu có nhu cầu có thể lên qua website để tham khảo các bác nhá. Em sẽ giới thiệu qua về cục đẩy PDCJ 4009 này các bác nhá. Không có nhạc, bật hộ anh cái nhạc đấy. Đây là cục đẩy PDCJ 4009 các bác nhá. Em sẽ có một bài giới thiệu chi tiết hơn về cục đẩy. Màn đêm buông xuống, căn phòng lạnh lẽo, anh thấy cô đơn, anh thấy mỏi mệt, anh nhớ về ngoài. Giao diện khi đèn nháy đèn led rất là đẹp các bạn, màu xanh nhé, màu xanh rất là đẹp. Thì Hiếu Minh Auto xin phép làm một clip ngắn này thôi. Cái không gian nó trong phòng nó hơi tối, ánh sáng nó hơi lóa nên các bác thông cảm giúp em nhé. Đây là cục đẩy BWK8 cộng với cục đẩy PDCJ 4009, đã về hàng rất là nhiều. Đấy thì Hiếu Minh Auto xin phép tạm dừng clip tại đây. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại và có thể ra qua Zalo và Facebook của anh nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bác.